Nông sản Dũng Hà kính chào quý khách. Để tạo một vườn cây thủy sinh dễ trồng có thể ăn được tại nhà là một cách tuyệt vời. Các loại rau này còn có thể làm salad ngon miệng trong khi tô điểm thêm vẻ đẹp cho ao của bạn. Cây thủy sinh là loại cây dễ trồng nhất vì bạn không phải lo lắng về việc tưới nước, làm cỏ hoặc bón phân. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu một số cây thủy sinh ăn được mà dễ trồng trong ao. Cùng tìm hiểu nhé! Nếu bạn không có ao trong vườn của mình, có rất nhiều cách khác để tạo ra một khu vườn nước có thể ăn được. Bạn có thể sử dụng một cái bồn cũ đã được đậy kín, nửa thùng rượu hoặc một cái bể trên mặt đất. Lưu ý quan trọng, luôn rửa và hoặc nấu kỹ những loại cây này trước khi ăn để tránh nhiễm vi khuẩn. Hoa sen. Hoa sen là một trong những loại cây phổ biến nhất trong các khu vực ao hồ. Những bông hoa màu hồng và trắng tuyệt đẹp của chúng rất lý tưởng để tô điểm thêm vẻ đẹp cho ao vườn. Lá, rễ và hạt đều có thể ăn được. Hoa sen phát triển tốt nhất ở nơi có khí hậu ấm áp, có đầy đủ ánh nắng mặt trời và có thể trồng trong chậu cạn đặt dưới nước. Cách ăn ngó sen. Cải song là loại cây thủy sinh giàu dinh dưỡng, có thể trồng ở bờ ao hoặc trong chậu ngập nước. Nó là một cây lâu năm phát triển tốt nhất trong thời tiết ấm áp và sẽ chết lại một chút trong thời tiết lạnh. Cải song có thể được nhân giống từ dâm cành hoặc hạt giống. Cách ăn cải song. Cải song có thể được thêm vào món salad hoặc bánh mì và nó có vị cay. Rau muống là một loại rau ăn lá thủy sinh thường được trồng ở châu Á. Nó phù hợp nhất với các khu vực nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới với độ ẩm cao và có thể được trồng từ hạt hoặc dâm cành. Trồng ở bờ ao. Cây sẽ sẵn sàng để thu hoạch sau 4 đến 6 tuần và bạn có thể lấy một vài lá mỗi lần và để cây mọc lại hoặc thu hoạch toàn bộ cây. Rau muống phát triển nhanh và có thể xâm lấn sâu nền. Bạn cần cắt thường xuyên. Cách ăn rau muống. Rau muống có thể được rửa kỹ và luộc hoặc thêm vào các món canh hoặc món xào. Thân cây bị sơ, có thể cắt bỏ để giảm bớt thời gian đun nấu. Khoai môn là một loại cây thủy sinh ăn được khác được trồng theo phương pháp truyền thống ở các vùng đất ngập nước của Đông Nam Á. Nhưng loại cây này có thể trồng ở bờ ao hoặc nơi có nước nhưng lá phải cao hơn mực nước. Củ khoai môn có thể thu hoạch sau 6 đến 8 tháng và có thể hái lá khi còn non. Cách ăn khoai môn. Củ khoai môn có thể luộc và nghiền hoặc nghiền và chiên để làm các món ăn vặt. Lá khoai môn sống rất độc vì chúng chứa canxi oxalat có thể gây sỏi thận, nên luộc lá 2 lần trước khi ăn. Khi bạn nghĩ đến các loài thực vật thủy sinh có thể ăn được, cây khoai lang thường không được nghĩ đến, nhưng nó là một trong những loại cây trồng trong ao phát triển nhanh nhất. Cây khoai lang trồng triển quá mức trong một ao nhỏ, vì vậy bạn có thể cần phải cắt tỉa chúng thường xuyên. Cây khoai lang có thể gây độc cho động vật, vì vậy bạn không nên trồng chúng nếu có nuôi trong vườn hoặc nuôi cá trong ao. Làm thế nào để ăn khoai lang? Lá khoai lang có vị đắng nhưng có thể luộc hoặc hấp để giảm vị đắng và dùng trong các món canh hoặc món xào. Trên đây là danh sách của tôi về 6 loại cây thủy sinh có thể ăn được và dễ trồng trong ao vườn hoặc bể nước của bạn. Với điều kiện thích hợp, bạn có thể thu hoạch những loại rau lành mạnh này ngay từ ao của mình. Vậy thì mua hạt giống cây thủy sinh ở đâu uy tín, chất lượng? Tôi xin gợi ý cho bạn Nông sản Dũng Hà là một địa điểm bày bán nông sản như vậy. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và sự uy tín của sản phẩm, Nông sản Dũng Hà ngày càng được nhiều người yêu mến và ủng hộ. Ngoài cung cấp hạt giống thì Nông sản Dũng Hà còn cung cấp thêm nhiều mặt hàng khác mà bạn có thể tham khảo tại đây. Bạn có thể đặt hàng qua số điện thoại 1900986865 hoặc web Nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết. Các bạn hãy đăng ký Nông sản Dũng Hà để biết thêm chi tiết về những thông tin bổ ích từ Nông sản Dũng Hà.